thì họ ghé xuống cho chị xíu hiền, họ ghé xuống cho chị xíu hiền. Không, họ bác sĩ cũng gần lắm nhưng mà hơi đâm xuống. Thật ra ta đã rất là nhẹ hơn không có hiền. Vừa rồi cũng làm được rồi đó mà đang tự nhiên ra. Hiền thấy chị bé làm nhẹ không? Cái mụn bát là quấn mềm xìu luôn mà. Nhận của ta thì ta nghĩ là bị hiền để bị sao quá. Để ra ta. Hiền ơi, ở bàn kiến ơi, kiến xét cho bé hai cái con. Với là thực sự ta nhìn với Hiền là ta không có không? Không có thấy mụn, không có thấy làm mát không? Thì được cái gì đó mà. Cái nhìn cái thầu cho mình có xíu xíu. Được không? Không được thì thôi. Được chưa?